Hello, hello mọi người, chúng mình quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta có cục B ở trong thẻ gửi về rồi, không phải là thẻ mà là ở trong thư gửi về rồi. Thì cục B này mình đã dùng vào một con Vesa, nhưng mà cái cục B này chúng ta sẽ có clip sau, hứa sẽ có rất nhiều clip về thẻ. Và hiện tại mình cũng đã đổ vài thẻ rồi. Mặc dù là cái kiểu Atex đỏ rất là nhiều nhưng mà cũng được ít lắm anh em ạ, không được nhiều lắm, không như kỳ vọng. Kỳ vọng của mình sẽ khoảng 30 thẻ nhưng mà hơi ít, chỉ có số trên đầu bàn tay thôi, không được nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ có bước phát triển mới. Ngày xưa thì không phải ngày xưa, 2 tháng trước, 3 tháng trước mình đã xong siêu len 30 rồi, và clip mình cũng không đăng lên ở trong, có ở trong máy rồi. Nhưng mà bây giờ nó mở siêu len 35 rồi thì mình cũng không còn động lực để mà đăng cái video siêu len 30 nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ có reset tháng ở pack này, ở trong cái SG. Đây, Skyrim Mail. Thì anh em nhé, ở trong này anh em sẽ mua những gói gì? Gói đầu tiên anh em mua á, dễ ăn thì trúng thưởng là gói này, 2.500. Ok, gói thứ hai chúng ta mua là Core, chúng ta mua full nhé. Tất nhiên rồi, lựa chọn đầu tiên của anh em chơi free là đảo 10 rương. Đấy, mua full nhé. Mua full như này thì mình cũng gần hết SG rồi. Như vậy là hiện tại mình tiêu 12.000 mà còn có 1.400 thôi. Ở cái thứ ba anh em mua là mua búa cho anh em nào chơi thẻ, mình mua sẵn đi, tương lai mình sẽ dùng. Ok, như vậy chúng ta tiêu mười mấy nghìn, hơn 10.000 trong một nốt nhạc. Ok, thì tháng nào em cũng full như này đảm bảo anh em rất là khỏe. Còn một cái anh em ăn chơi hơn mà muốn khỏe nhanh hơn á, đó chính là trên vé trên anh em ạ. Đây cái gói này, trên thì rất là khó full bởi vì thật sự là nếu mà muốn đốt tài nguyên bằng trên thì rất là tốn tiền, nhưng mà sức mạnh nó mang về rất là lớn. Như mình hiện tại được 1 triệu rồi, 1 triệu và 1 triệu tắc, gần 1 triệu tắc, và HP là 62 63 62 triệu. Ok, từ từ rồi chúng ta sẽ bắt đầu awake luôn, không phải awake mà là chúng ta sẽ bắt đầu tiêu hủy cái đống tài nguyên này đi. Rồi, chúng ta sẽ rã 2 sao, 3 sao, 4 sao hệ thường này. Rồi chúng ta mở slot ra 272. Rất khó nghĩ. Mình nghĩ là mình sẽ vào đây ghép 6 sao trước này. Mình thì mình đen đủ rồi, mình không muốn đen thêm. Mình sẽ guarantee đi anh em ạ, đập thêm 4 phát đã. Guarantee đi. Hôm nay chúng ta sẽ có Frey chi năng. Ok, có Frey chi năng luôn, 7 cục. Chắc chắc hẳn là anh em sẽ ngứa, ngứa tay rồi, mình còn ngứa tay, khó nghĩ lắm. 3 4 sao thì mình ghép hết rồi, còn đâu để mình ghép thêm lên 9 sao con này đã. Quét tháng cũng vừa reset xong. Ok, chúng ta sẽ trả nhiệm vụ Super Chip quay luôn. Tích thì thôi nhá, 1, 2, 3, 4, 5. Xong quét tháng này. Ở đây thì anh em mạnh dạn chọn chọn cho mình những quật trứng thoải mái nhá, trứng nào cũng được, mình full rồi. Thêm mạch này, nửa triệu mạch nhá, ngon. Bây giờ vấn đề là thiếu slot, ghép slot như nào. Bây giờ là cái vấn đề là về slot anh em, phá cái lượng slot này như nào đây. Con nào mà lên được thì lên luôn. Rồi thêm tí slot, đủ 70 slot rồi anh em ạ. Hên xui đi nhá, để xem chúng ta nhân phẩm hôm nay chúng ta như nào. Đen phết thì chịu nhá. Rồi 10 này, 20 ra 1 này, 30 này là 2 ngon. Fiona, Fiona nữa, tạch rồi anh em ạ. Ôi giống tạch thế, vẫn ăn phát cuối nào, không ra gì. Ok, được vài phát, 4 được 5 mà được 4, lỗ 10 anh em ạ. Không sao, chơi có chịu. Triệu 8
8 thì chúng ta nâng con Frey lên nhé. Ok, vẫn đủ, vẫn ngon. Nâng cái này lên thì chúng ta cần, vậy chúng ta có Frey, Frey G5. Thật ra cam lúc này mình cũng đập rồi, hôm trước mình định lên Frey G5 để clear nhưng mà bây giờ lên tận đây rồi anh em ạ. 332 mình định 332 nhưng mà bây giờ 3352 mất rồi. Rất khỏe. Không không nghĩ là mình khỏe như thế đấy. Quá đã. Rồi đập đây. Ngon luôn. Chúng ta sẽ lên sấp cho nó hai quả dưa. Phát xịt 3, ok, tròn tròn. Hai quả. Nện luôn đi. Nâng đi vội cái nó nhá. Ok. Chúng ta có một con Frey G5, yes. Muốn có bot, đam bot thì đây. Mình clear kiếm tí nhá. Kiếm tí tài nguyên đi. Cái này mình cũng không quan tâm nữa đâu. Ăn rất dễ thôi. Bot tháng bây giờ thì chuyện quá bình thường. Thậm chí là một cái một vé. Mình để cái sừng này thì nó dễ hơn này. Cái cửa reset thôi nhỉ. Vì quên được rake ở trong đội hình này. Mà kiểu gì mà trả một vé anh em. Một vé hết. Xong. Có thêm tí tí rau tí bún ở đây. Ok. Đi vừa 400. Lên X level cho nó không? Speed hiện tại nó cao hơn Vulcan rồi đấy. Đấy, 218 2180. Cầm beo, speed HP. Bỏ cái giày ra. 2192 à? Khó nghĩ thế nhỉ. Mình sắp sắm con Vulcan A nên là speed có thể sẽ bị nhưng mà không sao, 2180. 2192. Cái này là phải lên cái giày cộng 2 thì nó sẽ out luôn. Out ngay lập tức luôn. Nhưng mà mình có cách khác. Chúng ta cần một cái thẻ nó khác. Hơn mạnh hơn chút cũng được. Nếu như cái giày của nó lên cộng 2 thì ngon. Hai cái sao này thì ngon anh em ạ. Skin bây giờ cũng ở đây chúng ta có 50 rương. Khui 10 rương ra hoặc mà 10 13 cái rương này. Chúng ta vào đây. Vào trọ của Vesa, bỏ vào đây. Ở đây. Cho nó lên 100. Thiếu khoảng một chút nữa, khoảng 1,5 triệu đi. Lý do anh em phải luôn phải full đảo. Đấy. 1,5 triệu. Vào đây nhá. Chủ nhà là đây. Ta nâng thêm 74 9. Thiếu 100.000 nữa. Gần full hai đảo. Ok, 100. Speed cộng 53. Phải đổi thẻ đấy anh em ơi. Thẻ này speed hơi thấp rồi. Có thẻ nào cũng speed, thẻ này có 53, có 37 à, yếu lắm. 12 speed nữa là out. Thì chúng ta cần speed con này phải 4 49 à. 49 là out. Ok. Chúng ta sẽ nâng slot trọ của bên này lên. Slot này. Ui thiếu toolbox bóc rồi. Bắt đầu thiếu toolbox rồi. Ôi ẩu quá. Chúng ta sẽ phải kiếm thêm toolbox rồi anh em ạ. Chết mẹ rồi. Thì không sao cả. Chúng ta sẽ vẫn nâng ở bên này thôi. Thiếu toolbox rồi. Chết cụ rồi. Max level. Ghê thật. Cộng 53. Max level rồi. Chúng ta sẽ phải ăn event để kiếm toolbox rồi anh em ạ. Hoặc là đây. Đấy, 50 tuôn bóc. Có luôn. 20 tuôn bóc à, mình nhận được 2 phát. Nâng được 2 phát. Anh em cứ all in vào cái nhà trọ voi trước cho mình. Vì mình thêm con Zara ở đây nữa anh em ạ. Thôi cứ để từ từ đấy nhá.
nó sẽ lên thôi, chúng ta sẽ nâng những cái slot trọ khác. Đấy, tóm lại là như vậy, chúng ta có một frame mắc nhà, đây là thiếu 5 nữa, bây giờ mình thiếu toolbox rất khổ ấy, thiếu toolbox thì khó lắm, phải đợi even anh em ạ. Thì bây giờ cái việc còn đại đảo thì mình sang được, mình sang từ từ được. Artifact mở ra, ok, đập phết đen thế nhỉ, nên gỡ thêm viên không, nên gỡ không anh em, sợ gì, 6% cơ mà. Phát nữa nào. Ui giời, 70 viên được 4, lỗ 10. Lỗ 10. Vậy 1 tháng đã trôi qua tiếp rồi. Bây giờ mình đập patch trên thôi, đập patch trên thôi anh em ạ. Mình tiêu nhiều quá, bây giờ có 15.000 SG mà. Còn thẻ B thì vẫn còn ở trong khá là nhiều, 60 thẻ. Fork đây, top đây. Vấn đề về speed của con này nữa. Ô thôi xong rồi, như vậy là mình đã roll ra một cái đá speed rồi anh em ạ, 150 này. Như vậy speed của nó đã là nó hơi xấu kiểu cái heal effect ấy, nhưng mà speed nó cao hơn rồi. 1295 rồi anh em ạ. 1295 speed rồi. Đấy, nghịch một tí đã có dòng khác ổn ngay. 1292195. Con này cầm cái đàn. Đấy, full dam. Thử xem nhé. Dam reduction. Mình dùng armor break. Đội hình cũng khá là hòm. Đổi cái thẻ Elena nữa là được. Thì ba người, hẹn gặp mọi người vào những clip tiếp theo nhé. Dễ hơn em ạ. Hay là mình ngừa tay mình roll phát nhỉ. Tây phí quá à. Tây phí cái lượng đá một lần 15.000. Rất khó ấy. Speed attack thôi xong. Thôi xong. Speed attack thì xong. Quá rẻ. 3.3 triệu. Speed attack. Còn gì, còn gì để nói. Quá sướng. Quá phê anh em ạ. Đổi phát ra luôn. Out speed rồi đấy. Xong rồi đấy. Và người hẹn vào những cái tiếp theo nhé. Thôi xong. Niệm. Các bạn niệm với tôi.